Lại nữa thiện hiện có Đại Bồ Tát tu hành an nhẫn ba la mật đa, thấy các hữu tình giận dữ, mắng nhiếc, lăng nhục lẫn nhau, dùng dao gậy, ngói đá, côn quyền, đất cục, vân vân tàn hại lẫn nhau cho đến mất mạng, nhất quyết không bỏ này thiện hiện đại bồ tát ấy đã thấy việc ấy rồi nghĩ thế này ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình ấy khiến họ xa lìa các việc áp như thế đã suy nghĩ rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành an nhẫn ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta không có các loại hữu tình có các ác nghiệp phiền não như thế. Tất cả hữu tình lần lần gần gũi nhau như cha mẹ, như anh em, như chị em, như nam nữ, như bạn bè thương yêu nhau, làm lợi ích cho nhau. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, do an nhẫn Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu hành tinh tấn ba la mật đa, thấy các loài hữu tình lười biếng quẻ oải chẳng siêng tinh tấn, xả bỏ ba thừa, cũng chẳng thường tu thiện nghiệp trời người. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thấy việc ấy rồi nghĩ thế này, ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình như thế khiến họ xa lìa, biếng lười oẻ oải. Đã nghĩ như thế rồi, phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành tinh tấn ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta không có các loại hữu tình bím lười uể hoài như thế, tất cả hữu tình đều tinh tấn rõng mãnh, siêng tu đường thiện và nhân ba thừa, sanh vào cõi trời người mau chứng giải thoát này thiện hiện đại bồ tát ấy do tinh tấn ba la mật đa này mà mau được viên mãn gần vũi quả vị giác ngộ cao tột